Chào các bạn, hôm nay cùng học Excel sẽ giới thiệu cho các bạn một cái thủ thuật cũng khá là đơn giản nhưng mình cũng nghĩ là rất là cần thiết đối với nhiều bạn. Đó chính là chuyển file Excel thành PDF. Thì như các bạn đã biết, Excel cho phép chúng ta lưu thành file thành rất nhiều các định dạng khác nhau, ví dụ như là XLSX, XLS hay là các cái file cho website, và một trong số đấy là PDF. Muốn lưu file Excel, XLS, XLSX sang PDF thì các bạn thay vào File. Sau đấy các bạn chọn Save As. Sau đấy thì các bạn lựa chọn cái vùng để chúng ta lưu. Ở đây thì mình lựa chọn là vùng Desktop. Và sau đấy các bạn click vào cái phần định dạng file này. Ở đây có mục PDF thì các bạn chọn PDF. Và sau đấy thì các bạn chọn lưu file. Ở đây thì mình có một lưu một file sẵn cùng tên rồi thì mình ấn đè lên. Không sao cả. Đó. Và đây là cái file Excel mà mình đã vừa chuyển từ file XLS sang PDF, và file đây đây. Các bạn nhìn thấy biểu tượng Google Chrome này thôi nhưng mà đây thực ra là file PDF các bạn nhé. Mình không dùng phần mềm đọc PDF mà mình đọc luôn bằng Google Chrome cho tiện. Và trên đây mình đã hướng dẫn các bạn cách để chuyển file Excel thành PDF. Chúc các bạn thành công.